rút kinh nghiệm này. Rồi, các em đang thấy cái màn hình ha. Thì thầy hy vọng là cái mạng internet nó ổn định để các em xem được video. Thường xem video nó sẽ hơi hay bị giật lắc á, nên hy vọng nó ổn định để chúng ta xem cho nó ngon lành. Thầy bấm nha. Xem và học hỏi. Cách quản lý tài chính hiệu quả mà bạn nên biết. Ví dụ như có 2 triệu thì bạn sẽ làm gì? Nếu là mình thì mình chắc là sẽ mua hết 99 món đồ trong giỏ hàng. Rồi chuyện gì đấy? Thưa cô ra nhận hàng đi em ơi. Quăng vô cho em đi anh. Của em hết nhiều vậy? Tổng cộng của em hết 2 triệu. Nani? Anh đợi em xíu để em vô xin tiền mẹ. Mẹ ơi cho con xin. 2 triệu. 2 triệu. 20 triệu. Mày làm gì? Hả? Hả? Gia cái cứ nếu không muốn mẹ quên đi mình thì hãy sử dụng tiền một cách thật thông minh. Áp dụng quy tắc 6 chiếc lọ tài chính. Khi có tiền bạn hãy chia ra làm 6 phần. Phần 1, 10% cho tự do tài chính. Phần này để đầu tư hoặc kinh doanh. Nếu như không có ý tưởng kinh doanh thì có thể để tiết kiệm. Phần 2, 10% cho phát triển cá nhân. Tiền này dùng để đầu tư cho bản thân, nhất là về trí tuệ. Phần 3, 10% cho tiêu dùng dài hạn. Tiền này để dùng cho mai sau như cưới xin, mua xe, mua nhà. Phần 4, 10% cho vui chơi. Cái này là vui chơi lành mạnh ấy nha. Phần 5, 5% để cho đi. Tiền này mình có thể làm từ thiện hoặc là biếu bố mẹ. Phần 6, dành đến 55% cho tiêu dùng ngắn hạn. Tiền này dùng để chi cho tiền nhà, tiền điện, tiền nước và các tiền sinh hoạt khác. Vậy nên trước khi kiếm được tiền, chúng ta phải biết cách quản lý tài chính hiệu quả để tránh trường hợp tiền không cánh mà bay nhé. Mẹo 2, nếu gặp một món đồ đẹp, hãy nhân gấp 3 giá tiền sản phẩm lên. Nếu trong ví đủ chi trả thì chiến, còn không thì thôi. Tiếp theo, 4 cách tự học hiệu quả. Cách thứ nhất, 20% thời gian và 80% năng suất. Ngoài dành cả buổi để học nhưng không nhớ nổi một trang giấy. Còn thường thì chỉ cần 15 phút là thuộc ngay, bởi vì bạn ấy biết mình học tốt vào lúc 6 giờ sáng và 9 giờ tối. Thứ hai, sự tập trung. Hoài đang học thì bị điện thoại làm phiền. Còn thường muốn học tốt thì phải cắt luôn cái điện thoại. Thứ ba, tâm trạng tốt. Hoài cứ suốt ngày chơi game thì làm sao có tinh thần học được. Trời, thua luôn. Còn thương thì dành thời gian để ăn uống điều độ. Rồi cái khúc này là hòa bình vào thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ nè. Tôi tứ một cây nó không sống nổi với tôi luôn á. Bông hoa này rất thơm nha. Thứ tư, lập thời gian biểu. Còn 2 ngày nữa là đến hạn nộp bài tập nhưng Hòa chưa làm vì nghĩ thời gian của mình còn rất nhiều. Rồi xong luôn, nhận ra nước tới chân mà lấy pha mặt chứ gì. Còn thương thì lập cho mình một kế hoạch và hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Vậy nên đừng để mất tiền, mất sức, mất thời gian. Bạn Hoài và bạn Thương, tóm lại là bạn Hoài Thương. Xin chào tạm biệt. Rồi, ok, đó là cái video cá nhân của bạn này. Bạn ấy tên là Hoài Thương và các bạn thấy ha, bạn này thì học lớp sale marketing và bạn rất là thông minh và kiểu như là có một cái cách xử lý rất là khéo léo trong video cá nhân. Bạn thấy ha, bạn ấy chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên là quản lý tài chính, phần thứ hai là phương pháp học tập hiệu quả. Thì nếu mà bạn nào tinh ý thì sẽ thấy cái phần nội dung này nó nằm trong cái bài học online số 4, có trong bài học online. Và bạn này ở cái phần thứ hai bạn ấy còn sáng tạo hơn nữa là gì? Bạn lấy tách cái tên của mình ra là Hoài và Thương. Thì bạn Hoài á, là ở cái người không có chăm chú học tập, còn bạn Thương á, là người tập trung cho chuyện học tập. Đó, và cái sự khác biệt của bạn Hoài là nước tới chân mới nhảy, còn bạn Thương là làm lập cái thời khóa biểu rất là tốt. Thì đây cái cách làm rất là sáng tạo các bạn. Và đặc biệt nhất là gì? Cái video này được 9 điểm. Thầy chấm 9 điểm bởi vì thứ nhất là sáng tạo, thứ hai nữa là nó có nội dung cốt truyện và cái cách diễn đạt. Nó tạo cái sự sinh động, mình coi mình cảm thấy là có sự thu hút ở trong đó. Các bạn làm video như vậy là ngon lành, ngắn gọn thôi. Và trong 4 chủ đề video cá nhân, các bạn thấy ha, người ta sẽ có một cái hành trình thay đổi bản thân mà. Vậy thì bạn Thương này, hành trình thay đổi bản thân là gì? Trước đây là bạn ấy tiêu xài hoang phí, còn bây giờ là tiêu xài tiết kiệm. Trước đây là không tập trung học bài, thì bây giờ tập trung học bài.
Và đặc biệt nhất là bạn Hoài Thương trong lớp, bạn ấy rất là im hơi lặng tiếng. Nhưng khi đã hoàn thành sản phẩm thì cái lớp sale marketing đó, và đặc biệt nhất là những bạn mà đã chăm chú nó làm rồi thì kết quả cực kỳ cao. Thầy chấm điểm thầy rất là bất ngờ luôn. Có những bạn 8 điểm, 8 rưỡi, 9 điểm là chuyện rất bình thường các bạn. Tại vì người ta có đam mê sẵn, người ta làm những cái clip cá nhân và clip nhóm cực kỳ tốt. Tốt lắm luôn. Thì để buổi sau thầy sẽ cho các bạn xem một số cái clip nhóm. Bởi vì thầy không muốn cho các bạn xem sớm để các bạn có thể là các bạn có cái không gian sáng tạo. Xem nhiều quá đi theo cái lối mòn clip nhóm đó thì không nên. Nha, còn clip cá nhân sáng tạo là ok. Và như hồi nãy các em thấy cái clip này nó chưa đến 5 phút. Thầy yêu cầu clip cá nhân 5 phút đúng không? Nhưng những bạn làm sáng tạo chỉ cần 3 phút. Ok, ngon lành. Miễn sao các bạn làm đúng cái yêu cầu là được. Giống như bạn Thương làm đúng yêu cầu là được. Đó, thì các bạn làm đúng yêu cầu có sáng tạo thì đương nhiên điểm cao thôi. Nha. Rồi, đây, hôm trước, ngày thứ tư học xong, thầy có nói lớp mình. Không biết là các bạn đã làm cái này chưa? Đây, thầy chia sẻ cho cái này coi nha. Thứ tư coaching xong á, thầy thậm chí còn viết cho lớp mình một cái bài viết rất dài ở trong cái Facebook group. Bạn nào chưa làm thì nên đọc lại làm liền đi. Chúng ta các bạn không có thời gian rồi, các bạn không làm là các bạn không có đạt yêu cầu. Đây, các bạn thấy ha, bạn Thương và các bạn khác sẽ làm cái bản này là thực hành phát triển bản thân hàng ngày. Mà cái bản này hôm trước thầy có gợi ý ở trên cái Facebook group của lớp mình rồi. Bạn nào đọc kỹ là tới ngày hôm nay các bạn đã làm được rồi. Rồi các bạn sẽ chia thành những cái ô nè. Ví dụ có 4 ô. Thường á, ô 1 là hành động chung, ô 2 là số, cái số lần, số phút chúng ta làm hành động này. À, ô 3 là hành động cụ thể là các bạn đã làm cái gì. Ô 4 là cảm xúc của các bạn khi các bạn làm hành động này. Quá đơn giản thôi. Và nguyên cái ô này nè các em. Đây, nguyên cái ô 2 đó đó. Từ trên xuống dưới chỉ ghi số thôi. Bạn thấy à, chỉ ghi số thôi. Ghi số thôi. Và ở đây đặc biệt nhất là gì? Thầy có cái công thức. À, các bạn ghi cái này ha. Ví dụ các bạn xem phim giải trí quá mức một ngày là điều không tốt đúng không? Các bạn ví dụ các bạn xem YouTube 5 lần, xem TikTok 5 lần, cộng lại là xem TikTok quá độ á, tức là xem quá độ á là 10 lần. Cái con số này thay đổi ngay lập tức. Rồi, số lần các bạn la mắng người khác, ví dụ các bạn hay nóng tính đúng không? Các bạn la mắng người khác 7 lần. Enter nó thay đổi ngay lập tức. Đây chính là thước đo cho sự phát triển bản thân hàng ngày của mỗi bạn. Và đây chính là cái mà các em nên làm để ra thi có cái để nói với thầy cô. Ra thi chúng ta sẽ làm cái bản phát triển cá nhân. Vậy thì để minh chứng cho tụi em đã đọc sách gì, tụi em đã làm việc nhà gì, tụi em đã học bài như thế nào, thì tụi em phải có cái bản này. Phải có cái bản này để mình minh chứng cho thầy cô mình đã làm cái gì. Các bạn đọc bao nhiêu trang sách ngày? Ví dụ các bạn đọc 3 lần một ngày, mỗi lần đọc được 15 trang. Đúng không? Đọc 3 lần là được 45 trang. Đọc xong mình thấy làm sao? Thấy tự tỉnh hơn, nhiều ý tưởng hơn. Ghi ra đấy. Được chưa? Và đây chính là cái cách để các bạn làm cái bản phát triển bản thân nè. Và các bạn để ý cho thầy nè. Nguyên cái phần này màu tím nè, thấy không? Là dùng cho những điều tích cực. Có 12 điều tích cực. Dưới đây, màu đỏ. 12 điều tiêu cực. Đó. Thì đây sẽ là những cái điều tiêu cực sẽ cho màu khác nhau. Và các bạn sẽ làm tổng tốt và không tốt. À, các bạn sẽ chia hiệu suất ra. Hiệu suất ở đây là thầy có một cái công thức tính. Công thức tính các bạn. Đó, các bạn làm công thức tính này là các bạn chỉ cần đánh số trên đây. Là tự động cái chỗ này nó nhảy. Mình không cần nhảy, không cần bấm gì, bấm nhảy gì cho nó cả. Và ở đây các bạn, con số hiệu suất nó sẽ là con số này. Đi ra thi chụp cái này cho thầy cô xem, rồi các bạn chụp cái hình các bạn đọc sách. Trời ơi, thầy cô nhìn thấy như vậy là chắc chắn các bạn đã có được điểm cao rồi. Và ngày thứ tư tuần rồi thầy đã nói lớp mình phải làm một cái bản hàng ngang và bản hàng dọc như thế này. Bạn nào làm rồi, ngon lành. Và ngày hôm nay làm đi, thứ tư đem lên thầy xem. Và làm thì cái này nó phục vụ cho clip cá nhân luôn mà. Tại vì clip cá nhân là một trong 4 chủ đề nó đều là cái hành trình thay đổi bản thân hết. Vậy thì giả sử như các bạn nào mà chọn cái chủ đề về khắc phục điểm yếu và phát huy điểm tốt, các bạn sẽ sửa lại cái này là cái gì? Khắc phục điểm
khuyết điểm đi, khắc phục khuyết điểm cho nó gọn. Rồi, phát huy ưu điểm. Ok, các bạn làm cái này. Rồi mấy cái này y hệt vậy luôn, mấy cái này y hệt vậy luôn. Rồi chúng ta sẽ chia ra khắc phục khuyết điểm là màu đỏ chẳng hạn. Rồi các bạn làm hết cái ô màu đỏ này, xong rồi phát huy ưu điểm. Các bạn quất ở đây. Ví dụ như phát huy ưu điểm của mình là gì? Mình là người thích tìm tòi cái mới đi. Thì các bạn sẽ ở đây là số lần lên YouTube tìm cách làm mới. Rồi ở đây là gì? Số ý tưởng mới trong ngày. Trong ngày. Ok, số ý tưởng mới trong ngày. Rồi xuống đây là gì? Tự tay thực hiện một món mới. Ví dụ vậy, các bạn sẽ chia những cái này và các bạn sẽ tự đặt tên cho những cái này thành những cái nội dung khác nhau tùy thuộc vào chủ đề các bạn chọn trong clip cá nhân. Ok, được chưa? Và đây là những cái chung chung nhất nè. Đó, ví dụ giúp đỡ ai đó, các bạn có thiền mỗi ngày hay không, các bạn có tập thể dục hay không, quét dọn nhà cửa hay không. Những bạn nào đã làm được cái này rồi chắc chắn đã thi điểm cao. Và cái clip cá nhân là điểm cao, không một cách nào khác hết. Các bạn làm được thì chắc chắn các bạn sẽ có được cái sự minh chứng quá hùng hồn cho thầy cô rồi. Đó, thì đây ha, thầy nhắc lại ha, các bạn làm cái bản này phục vụ cho clip cá nhân và phục vụ cho chuyện đi thi. Thứ tư, bạn nào làm xong rồi đưa thầy xem. Và trước khi đưa thầy xem á, thì ngày hôm nay các bạn phải tích vào đây những cái con số rồi. Được chưa? Tích vào đây những con số mà các em đã làm. Đó. Tích vào đây trước đi. Rồi thứ tư thầy xem thì góp ý coi, ừ cái này là đã đúng chưa? Cái nội dung này đã đúng chưa? Đó. Thì thầy chỉ góp ý những cái này thôi. Bởi vì nếu những nội dung đó chưa đúng thì mình sửa lại, bổ sung thêm thôi. Các bạn thấy ha, đây cái bản rất hiệu quả để mình có thể là mình thực hành phát triển bản thân mỗi ngày. Và đây cho các xem luôn nè, bên đây nè. Đây. Bên đây nó sẽ có một cái ô hàng ngang như thế này là cái ô tuần. Ô tuần. Và ở đây cũng viết những con số luôn tụi em. Viết những con số luôn. Nha, ví dụ như là ở đây thứ hai tụi em đạt được cái hiệu suất là khoảng 25%. Được chưa? 25%. Tại viết cái này số 25. Được chưa? Đó, 25%. Rồi tương tự các thứ khác chúng ta đạt hiệu suất bao nhiêu? Ví dụ như là thứ ba đi, thầy ví dụ là thứ ba là các em đạt được 30%. Ok, các em thấy cái số này tự nhảy không? Đó chính là hiệu quả khi mà mình lập ra một cái bản phát triển bản thân. Được chưa? Được chưa? Hiệu quả nó nằm ở đó các bạn. Và con số này lấy ở đâu ghi ra? Lấy ở đây. Mình đo được hiệu suất thì mình cứ lấy cái hiệu suất ở đây mình ghi ra thôi. Được chưa? Mình lấy hiệu suất ở đây nè, mình ghi ra đây. Ví dụ 14%. Hôm nay thứ hai đạt 14% đúng không? 14% là thấp á. Ghi ra đây. Nha. Đó, công thức tính thì nó dễ lắm các bạn ơi. Cái này lên trên mạng coi biết liền. Muốn tính tổng của cái này thì dùng hàm sum. Được chưa? Các bạn sẽ gõ ở đây hàm sum đây nè. Đó, thì mở đầu nè, mở đầu nè. Các bạn có muốn thầy hướng dẫn cái công thức tính không? Bạn nào muốn hướng dẫn công thức tính thì nhấn chữ Y vào thầy hướng dẫn. Còn nếu không thôi thì thầy chỉ giới thiệu tổng quát như vậy thôi, thì mỗi bạn tự làm. Rồi, ok. Đây, tốt lắm. Mình vậy thì thầy sẽ hướng dẫn thêm nè. Nó rất là đơn giản. Bất kỳ một công thức nào á. Thật ra cái này thì ở môn tin học sẽ hướng dẫn tụi em kỹ hơn. Thầy chỉ hướng dẫn ở góc độ kỹ năng thôi nha. Rồi, bất kỳ công thức nào sẽ mở đầu bằng một dấu bằng. Được chưa? Bằng. Rồi, ví dụ tụi em muốn tính tổng đúng không? Tụi em sẽ dùng hàm sum. Gõ vào đây chữ sum. Sum nè. Đó. Rồi, xong sau đó tụi em sẽ mở ngoặc đơn ra cho thầy. Đó, thì nó sẽ có tự động cái mẫu nè, tụi em thấy nè, có tự động cái mẫu ha. Rồi, tụi em sẽ quét nè, bắt đầu quét nè, bấm vô đây nè. Quét qua bên đây. Ok, đóng ngoặc đơn lại. Nha, thấy công thức ha, enter. Bây giờ nó ra đây số 0 nè, tụi em thấy không? Bây giờ thầy bấm cái số vô nè, 1 nè, 15 nè, nó ra 16. Bây giờ nó tự động cộng lại cho mình không có tác động gì ở đây hết.
Được chưa? Tụi em chỉ cần viết số thôi. Và tụi em quy định như thế này nè. Đó. Ở đây là chỉ viết số, không viết chữ. Tụi em viết chữ nó sẽ báo lỗi liền. Đó. Thì mình enter cái nó tự động cộng. Ngon lành. Đó là cái cách để mình tính tổng. Rồi. Cái công thức bên đây thì nó phức tạp hơn nè. Để công thức bên đây nó cần một cái sự logic trong vấn đề. Ở đây có 12 điều. Để nào 12 điều tốt nè. Tụi em thấy không? 12 điều tốt của cái điểm màu tím này. Thì ở dưới đây nó phải có 12 điều tương ứng. Được chưa? Các bạn không được 11 điều hay là 10 điều. Ở trên 12, ở dưới đây 12 điều. Đúng không? Chúng ta phải có sự cân xứng. 12 điều tích cực và 12 điều tiêu cực. Nếu chúng ta cái nào nhiều hơn thì rõ ràng cái hiệu suất của nó sẽ cao hơn. Vậy thì bây giờ cái công thức tính ở đây nè. Nhìn vào đây ha. Tụi em thấy công thức nó đang hiện lên cái ô trên đây nè. Đó, cái ô ngay chỗ con chuột của đây nè. Công thức này nó tương đối phức tạp ha. Rồi. Thì tụi em nhìn nè. Đầu tiên là mở đầu bằng. Nhìn lên đây ha. Dấu bằng. Được chưa? Dấu bằng. Cũng sử dụng hàm sum. Là hàm tẩm. Tổng lại. Sum. Gõ chữ sum ra luôn. Xong rồi tụi em mở ngoặc đơn. Ngoặc đơn ha. Ngoặc đơn. Rồi. Cái dòng trong ngoặc đơn là cái dòng gì? Cái dòng trong ngoặc đơn là cái dòng mà tụi em sẽ quét. Quét là gì? Bấm chuột vô nè. Nè. Thầy lấy ví dụ ha. Giờ thầy bấm chuột vô nè. Ở đây ha. Cái thầy quét xuống đây gọi là quét. Được chưa? Đó. Xong rồi tụi em đóng ngoặc đơn lại. Được chưa? Xong rồi đóng ngoặc đơn lại. Nhắc lại. Bằng. Xong rồi hàm sum. Mở ngoặc đơn. Xong rồi tiến hành quét các ô số. Được chưa? Xong rồi đóng ngoặc đơn lại. Rồi cộng. Cộng đây. Tụi em không cần cộng cái ô từ trên chia xuống như thế này. Tụi em cộng thêm cái hàm sum nữa được rồi. Tụi em bỏ cái phần B6 với dấu xuyệt này nha. Không cần. Rồi tụi em cộng. Lại tiếp tục là ghi chữ sum ra. Mở đơn. Tiếp tục quét cái dòng khác. Là nó xong. Xong rồi đóng ngoặc đơn lại. Nha. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ sử dụng hai hàm sum để chúng ta làm. Hai hàm sum để chúng ta làm. Rồi thầy lấy ví dụ nè. Thầy lấy ví dụ nè. Bây giờ thầy ghi ra nha. Bây giờ bằng nè. Bằng ha. Sử dụng hàm sum nè. Được chưa? Mở ngoặc đơn nè. Rồi nó sẽ yêu cầu mình quét nè. Ví dụ thầy sẽ quét cái này. Chúng ta lấy hiệu suất là lấy hiệu suất cái tốt. Quét hết cái này vô. Được chưa? Đây là hiệu suất cái tốt nè. Rồi. Xuống đây. Đóng ngoặc đơn lại cho thầy. Xong. Chia. Chia là sử dụng dấu xuyệt. Được chưa? Nhắc lại nè, chia là sử dụng dấu xuyệt trên laptop nè. Được chưa? Xong rồi các bạn tiếp tục gõ chữ sum. Đó, sum viết hoa hay là viết thường cũng được. Vậy bỏ viết hoa đi. Sum nè. Hoặc đơn. Rồi, tiếp tục quét cái nội dung, những điều tiêu cực nè. Quét con số tiêu cực vô. Ok ha. Đóng hoặc đơn lại. Nhấn Enter. Nó sẽ ra một con số. Cái số này nó là 0.51, tức là nó 51.8%. Được chưa? Cái này là 0.51 đó, tức là 51.85% nè các bạn. Được chưa? Cái này là thầy chưa có tính phần trăm đâu. Tính phần trăm là nó sẽ ra cái ô dưới đây. Đó, các bạn chỉ cần lấy được cái con số này là ngon lành rồi. Nha, nhớ cái công thức này là ngon lành rồi. Được chưa? Được chưa? Đó, lấy được con số này. Thì cái hàng ở dưới đây thì nó dễ thôi. Lấy cái này chia cho 100. Em lấy cái này chia cho 100 mà nó sẽ ra. Nó ra con số. Đơn giản vậy thôi. Lấy cái này nè. Khi mà ra được con số ở đây á thì nó sẽ có cái vậy nè tụi em, để thầy chỉ cho. Tới đây thôi nha. Tới đây thôi. Rồi. Thì nó sẽ có cái nút ở trên đây, hai nút ở trên đây. Thế thì mình thấy cái dãy này nó dài quá. Dãy này nó dài quá thì tụi em bấm ở đây nó sẽ rút ngắn con số lại. Bấm chỗ này nè, rút ngắn con số lại. Nó chỉ lấy cái phần đầu thôi. Là 0.51 5185 tới đây là được rồi. Cơ bản là tụi em chỉ cần nhớ cho thầy cái công thức tính này để mình làm cho nó đúng.
nha, làm cho nó đúng để tự tính ra cái hiệu suất cho bản thân của mình mỗi ngày là xong. Ok ha, đó là phần thầy hướng dẫn để chúng ta có thể là làm thêm được một cái bảng thực hành phát triển cá nhân cho cái clip cá nhân của mình, cũng như là cho bài thi sau này mình minh chứng cho bài thi nha. Rồi ok ha, các bạn nào hỏi gì không? Vậy xong nha.